Thời nhà Trần Đinh Nên đi trở nên tất cả thời kỳ cách mạng đối với Trung Quốc, hay được gọi những tàu đi nó đánh Việt Nam mình phải đánh trả bảo vệ quốc như xong hào hoa. Đúng rồi. Trong gia đình anh em khi mâu thuẫn rồi hòa hợp. Mình là cái nước có trăm dân thì thế thôi. Bây giờ cứ cương ý chính. Bây giờ này đừng để nghe cái luận điệu của những quân vận động nó kích động. Bây giờ biết đâu ở Mỹ đang thành lập cái đảng thì như nó có tổ chức ở đấy và có cả tổ chức hai nó ở nó luôn luôn nó là tìm cách đánh đổ chế độ mình. Thế tỏ các ông người dân không hiểu. Bây giờ nước mình lại loạn chiến thì cuộc sống thế sao? Các nước rút không đầu tư, mình lại trở về nghèo khổ, rồi mình lại thử giết mình. Và hai là các ông đừng có tư tưởng đa đảng ngay trong một cơ quan của tranh giành chức quyền nhau. Bây giờ cứ thích mấy đảng nữa rồi nó mà xâm lược đa đảng một tuần mất nước đây, mất nước tư tưởng này, mà phải nói thế này là nó này, dân tộc Việt Nam 100 năm cũng phải giành được độc lập, mà lúc đầu cũng chỉ một nước bị nô lệ, vậy sang mình bị giành được trăm năm, bây giờ mình muốn nô lệ nó hay sao? Đúng rồi. Không bao giờ chịu nô lệ bất kỳ mức nào. Và quan điểm của này không phải nhớ quan điểm tự chủ tất cả ngoại giao tiền kinh tế, nhưng anh xâm phạm tôi không tha. Đúng. Nhưng anh không tốt tôi cũng tốt. Đúng. Ngay rồi. Bài nói của đồng chí Phú Trọng khi sang Mỹ nói một câu này tôi rất chân tâm, khép lại quá khứ, tôi khép lại quá khứ vậy này. Không phải bỏ đúng không, xóa đúng không, vượt không okay. Khép lại quá khứ vượt qua gì, vượt qua khác biệt. Vâng. Tức là thằng Mỹ nó bảo Việt Nam mình vô nhân quyền, nước dân chủ, chuyện đó anh của anh cũng mất nhân quyền, anh cũng không cãi nhau, vượt qua phát huy tương đồng. Tức là cái gì tốt anh thì tôi cũng tốt, không tốt luôn. Hướng tới tương lai, cả đất nước thế giới đang muốn hòa bình. Không phải nói chiến tranh, nhưng Mỹ Donald Trump bây giờ là muốn hạt nhân cấm rồi các nước lớn cường quốc đang xâm phạm. Thế tại sao muốn NATO? NATO thì làm gì? NATO bác du khách đến thăm Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội. NATO là thời kỳ chiến tranh. Sáng ngày 12, xã hội chủ nghĩa lúc đó là Vác Khối Pháp Xoa. Bác xong, đang nhưng bày tỏ về xã hội chia sẻ về cái quan điểm cũng như nhận thức chính trị. Ở trên hành hành chế thế này này. Nhưng theo thằng Mỹ vẫn cứ đi với thằng chiến chơi Nga. Đó là đó là gì? Phải nhớ rằng là tư tưởng thằng Mỹ vẫn luôn bá chủ thế. Vì thế thằng Donald Trump khi ứng cử nó dùng một cái đang mưa tú ơi. Vị nhân đang mưa. Đổ sao? Tôi làm tổng thống đưa nước Mỹ trở lại vĩ đại. Nó muốn đưa nước Mỹ trở lại hoàn toàn thì bắt mọi người phải lệ thuộc nó. Đúng. Ông nhà Đông Nam Á. Chị Cầm Ô thì em kem quen rồi. Muốn hỏi bác nghe. Hay là ta phải nếu nó mâu thuẫn mâu thuẫn cuối cùng. Ai cho phép thằng Park Geun-hye xưa đánh nhau 10 năm là đúng tôi. Ai cho phép nín Thái Lan đánh lại. Ai nín Philippines. Nếu nói Úc sang đây trong cuộc chống Mỹ cứu nước, Mỹ nước. Nếu tôi nói tội. Mỹ và các nước chưa hợp. Không. Thằng Úc sang xong đi đoạt sát. Hàn Quốc sang xong đi đoạt sát. Anh đang hỏi bác xem là chỉ 10 ngày nữa thôi là có một cái cuộc gặp mặt của hai chính phủ quốc gia, hai chính phủ và nếu cứ nói mâu thuẫn Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nếu nói mâu thuẫn thì mình mới thấy là mâu thuẫn. Không, các mục tiêu. Vâng, vậy thì bác cho em hỏi chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Tổng 10 ngày nữa, 10 ngày nữa thì tổng thống Donald Trump sẽ gặp Kim Jong Un tại Hà Nội. Vâng, đây là một vinh dự cho tổ quốc ta. Đây là vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đúng không? Không lẽ gì Mỹ lại chọn Hà Nội làm nơi gặp của hai nhà chính trị lớn nhất? Sao nó chọn nước khác? Vì nó thấy Việt Nam này, trong hiện nay tôi nói sau này, Việt Nam hiện nay đang là nước an ninh chính trị trên thế giới, đó bị ai khủng bố chứ? Và APEC năm 2017 tổ chức thắng lợi ở Đà Nẵng. Cái biểu tượng đấy, thế người ta thừa nhận là nơi an ninh. Đúng rồi. Bây giờ nó chọn an ninh. Tôi hay là đáng sống dù anh. Nói gì nói tôi nói thật thành đô 500 và cần nốt là một cái thành phố un tập đoàn, nói chung đảng sau đảng dân chủ Mỹ nó đều có một phục sự cho tổ quốc Mỹ chứ còn mâu thuẫn mình biết. Mà mình phải phục vụ cho tổ quốc Việt Nam. Mình không nghe ai cả. Bác cho em hỏi một chút là bởi vì chỉ còn 10 ngày nữa thôi là Việt Nam và thủ đô Hà Nội của Việt Nam sẽ trở thành một cái địa điểm diễn ra một cái sự kiện rất là quan trọng mà nó chứng minh và tỏ rõ cái vị thế và uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhà nước Việt Nam, đó là Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và gặp ông Trương Ung của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong một cái vấn đề liên quan đến cái tình hình an ninh và hòa bình của quốc tế, đúng không ạ? Thì đấy, cái đấy đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và con đường đối ngoại của nhà nước Việt Nam và đảm bảo cái vấn đề an ninh trật tự trị an và an toàn xã hội Việt Nam trở thành một cái điểm đến, trở thành điểm đến. Và bác có thấy hôm nay là ngày 17 tháng 2, 40 năm cách ngày này là cái ngày mà chúng ta đang 19, chúng ta đang nhớ về cái Việt Nam. Nếu nó đánh Việt Nam đánh đêm ngày 16 nó xâm nhập Cao Bằng, nó xâm nhập cái đâu Đức, nó đánh vùng quân dưới và nó đội mũ tất cả, mang quân hàm tất cả của bộ đội Việt Nam
lúc đó tôi đang ở Cao Bằng. Dạ. Lúc ấy bác đang ở mặt trận Cao Bằng phải không? Và khi bác đang ở mặt trận ở Cao Bằng. Khi lúc đó toàn bộ cái lực lượng nó đến Thất Khê, bà con nhân dân tưởng hôm nay bộ đội đóng toàn bộ mũ bộ đội Đông Khê Thất Khê này. Thế sau khi buổi sáng nó bắt đầu phát hỏa biết là chết rồi, nó cải hoang quá chuyện đấy. Bác ơi, cho Vương Hùng không thêm một câu nữa. Cho nên đảng ta hiện nay câu này, câu nói bao giờ các đồng chí nhớ này. Luôn luôn phải bảo vệ an ninh tức là không để cho tình huống bất ngờ xảy ra. Lúc luôn đấy vì ta đã có mấy cú bất ngờ rồi. Luôn nâng cao cảnh giác. Bất ngờ. Vì cho nên bây giờ là trong đường lối bộ quốc phòng và tất cả đường lối của đảng ta luôn luôn nêu cao này. An ninh không để nâng cao. Không để bất ngờ. Bất ngờ. Và tình hình thế giới luôn luôn biến động. Bây giờ ai dám nói thế giới là hòa bình bao nhiêu? Không thể nói được. Bác ơi, tôi nói không thì 3 năm có thể chiến tranh thứ ba không? Bây giờ tôi nói công này, kể cả công nghiệp lần thứ tư nó có mặt tích cực nhưng có mặt tiêu cực. Mỗi lần công nghiệp lên thì vũ khí sản xuất, bây giờ ai biết công nghiệp lần thứ tư vũ khí nó lên đâu? Yeah. Tôi nói như thế, cho nên là ta là người sống trên đất trái đất này phải giữ hòa bình và luôn luôn phải tỉnh táo. Nhưng đối với người Việt Nam luôn luôn nhớ tổ quốc Việt Nam, một dân tộc cháu Việt Nam, muốn hỏi bác một câu này. Bác có nghĩ là chúng ta ngày hôm nay nhớ lại 40 năm trước đây mà giặc Trung Quốc đã xua quân tràn vào xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc, và Đảng và Nhà nước và nhân dân chúng ta luôn luôn tri ân và tưởng nhớ, nhớ đến ngày đó chứ chưa bao giờ quên lãng cuộc chiến tranh này, và chúng ta luôn luôn nâng cao cái tinh thần cảnh giác. Chúng nói đồng chí này, tri ân tổ chức trên Núng Cú, trên Vị Xuyên để khơi dậy cái lòng tự hào dân tộc và nhớ không phải khơi dậy mâu thuẫn để đánh nhau Trung Quốc. Đừng nhầm lẫn cái đấy, đừng nhầm lẫn cái đấy. Thế còn tại sao trước đây tôi là người cũng lớn lên, tôi để ý này. 64, 84 nhá, xảy ra vụ thế. Nhưng mà thời kỳ 84, đồng chí nhớ lại xem, đồng chí có thể sau ít tuổi. Thời kỳ là Tổng Bí thư Lê Duẩn đang sống, nhưng Lê Duẩn không cho phép công bố cái vụ. Đó là quan điểm đường lối lãnh đạo. Đến đồng chí Trường Chinh làm tổng thư 3 tháng sau khi đại hội bầu đồng chí Vân Đinh thì cái vụ Trường Sa mà bắn tàu gì cái 64 hải quân đã chết. Gamma 88 năm 1988. Vâng, Gamma 88. Nguyễn Văn Ninh đang tổng thư mà ta ca ngợi, nhưng Nguyễn Văn Ninh cũng không, và chỉ có cái hạm cái năm 1916 mà khi tàu Hải Dương 981 đó mình mới công bố cái 84 và cái 88. Phải nói công bố vào lúc nào? Và cái lúc đó, mà lúc đó phải nói này, dân cứ trình độ thấp cứ nghe nó phản động. Đúng rồi. Sau khi thằng Mỹ, tôi hỏi các ông, mình phải biết mình vừa thống nhất xong quyền thằng Mỹ gì cấm vận Việt Nam. Anh thua tôi. Đúng rồi. Anh cấm vận. Dạ. Và vì cấm vận thằng Mỹ. Hay quá. Không nhá. Nó là tư tưởng đế quốc. Không, đấy là, và bây giờ nó cũng là đế quốc. Vâng. Người dân Mỹ rất tốt, nhưng tập đoàn lãnh đạo Mỹ không bao giờ tốt cả. Đúng. Nhớ nó là đại diện, nó là phun. Đúng rồi. Nó chỉ đạo tất cả cái phun. Hay nói đi, thành giàu của thế giới này. Bác tất cả anh chị em mình nghe ở đây, bác vừa nói cái là 40 năm trước đây, cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược biên giới 6 tỉnh phía Bắc, Đảng và Nhà nước chúng ta luôn luôn ghi ân và nhớ ơn. Nhưng chúng ta tổ chức các cái sự kiện tri ân và tưởng nhớ nó có địa điểm, có cơ sở, ví dụ như là các cái tượng đài rồi các cái nghĩa trang liệt sĩ, chứ không phải là tôi nói người dân cứ nhiều khi bị cứ nó nụ chụp. Nếu nói à, đấy là một số những kẻ gây rối. Cả cái lịch sử Việt Nam từ Đinh Lê đến trở nên, kể cái thời Hùng Bằng đánh nhau với anh ta. Tiếp xây dựng cái khơi dậy nó ra. Phải nói là phải cái không chỉ vì cái vùng 17 tháng 2 năm 79. Yeah. Cái con người lớn lên này, lịch sử đất nước thế cả giới này không nước ai biết luôn luôn. Tại sao Chu Ân Lai năm 1972 nó sang bàn với Mỹ để nó thống nhất nhau, nó lên đánh trong Hoàng Sa, cho nên hạm đội 7 nó không nhảy vào. Yeah. Nói những chuyện đấy là chuyện vì sinh tồn mỗi đất nước tổ quốc. Trung Quốc cũng đảng cộng sản nhưng cũng vì lợi ích Trung Quốc thôi. Việt Nam cũng phải vì Việt Nam, lợi ích Việt Nam. Đúng. Không để nó phá vỡ. Nhưng Việt Nam thì tôi quan điểm đảng tương nhất chúng đừng lệ thuộc bất kỳ nước nào. Đúng. Quan điểm độc lập tự chủ, kể tự chủ quân sự, tự chủ kinh tế và tự chủ về ngoại giao. Đúng. Không lệ thuộc về chính trị nước nào cả. Độc lập. Độc lập chủ quyền. Rồi rất hay anh em chúng ta. Cảm ơn bác đang nghe. Trước lúc trở bác thì thấy một người dân có mặt ở bờ khu vực bờ hồ. Bác nghĩ nào về những kẻ mà thường xuyên ra khu vực bờ hồ lấy cớ vinh danh từng miếng đồng bào chiến sĩ, mục đích chúng là gì ạ? Cho hai cu. Mục đích của chúng ta này, ở dân tộc nào cũng thế, ngay bản thân nước Mỹ nó đang sống cũng bị đang phản đối, nó đánh bắn nhau nhau. Thế thì nước Mỹ giàu mạnh thế mà dân nó vẫn có hơi thường nói. Một dân tộc bao giờ chẳng có ý kiến nào, một gia đình anh em cũng không phải thống nhất đâu. Thế thì cái chuyện nó ra, nhưng tôi ra là nếu người nào theo nuôi cuốn ta giáo dục kẻ cầm đầu bắt phải trị,
Tiếp quân bây giờ đừng trách người dân, dân người ta bị nghe nói trình độ dân khác nhau. Và thời thời kỳ này là thời kỳ nó tỏa đến người tôi thời còn nữa đấy. Công nghệ không, không tôi nói theo đồng chí còn ít tuổi tôi nói cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thuyết pháp không được nghe BBC mà nghe bắt ngay bắt theo tám đúng lúc là tại sao đảng ta phải bị thông tin bởi vì mình ta mới thấy hình sự mỗi việc và... tôi chỉ nói này mình là người dân mình tin chồng lãnh đạo và... lãnh đạo sai thì của cơ sở và trên thế giới này nước nào sai Malaysia Trung Á vừa rồi cái lão tổng thống đó chín mươi thứ 92 tuổi phải tái cử để trị cái chuyện đó chuyện bình thường cái chuyện như chuyện đất nước phồn vinh những kẻ chia rẽ dân tộc chia rẽ đoàn kết thì không chắc chúng ta vừa nghe được một người dân cũng là một du khách đến với khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội và tượng đài Vua Lý Thái Tổ cũng đã trình bày và chia sẻ những cái quan điểm nhìn nhận và cái quan điểm chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như là cái sự kiện ngày 17 tháng 2 mà ngày quân Trung Quốc nổ súng xâm lược 6 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam. Để chúng ta tiếp tục thấy cái không gian và cái khung cảnh của khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội và tượng đài Vua Lý hôm nay rất là đảm bảo về cái vấn đề an ninh trật tự an toàn. Có Trung Quốc, có Việt Nam, có Cuba là những nước đang như Lào, là nước đang cùng là những nước đang cộng sản tan tác. Thế bây giờ tôi tự nhiên tại sao Hà Nội là nơi tụ điểm của gần mấy chục đảng cộng sản như thế đến nhiều năm và khi mình đi sát những đảng như thế, và Việt Nam bây giờ thế giới khen ngợi. Còn bây giờ tôi nói trong chính cái điều thì Dũng ơi, ốc đâu nhỉ? Dũng ơi, có trình độ ốc đâu nhỉ? Bùi Tín. Ông ơi, chào anh Vương Hùng, em Nguyễn Sáng. À rồi, anh nhìn thấy sáng rồi. Trận đá trà. Vâng. Ra lâu chưa? Em vừa ra. Ừ, anh em vừa phỏng vấn cái bác du khách, Tuấn Thủy đây. Vâng, đây thì em... Tuấn Thủy ơi, ra đây ngồi nghe bác kể chuyện rất là hay. Đang nói chuyện, đang phỏng vấn đấy. À, mọi người nhìn thấy gương mặt thân quen ở trên trang Facebook sáng, trai đẹp. Hi. À, ông ơi, ông ơi, nhanh, vào đây. Nghe các bác ấy, trình bày về quan điểm. Em cầm máy cho anh. Cầm làm gì? Cầm làm gì? Tắt đi nhá. Em là chỗ cái bà, các bà nhớ cái bà. Đấy chỗ Dũng cái thứ đây mà. Thôi tạm dừng nhá.